thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày đầu tuần vui vẻ và nhiều năng lượng. Mình rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Mấy hôm trời mưa to nên mình không làm được video cập nhật tiến độ thi công cầu Rạch Miễu 2 cho quý vị được. Hôm nay video ngày 23 tháng 9 năm 2024 mình xin cập nhật tới quý vị những cái tiến độ thi công mới nhất trên công trường tới quý vị. Đây là trụ P20 đã lên sòng xe đúc số 2 rồi, đồng thời gông xe đúc và tháo hệ giàn đâng xe và các anh đang tiến hành lắp đặt ván khuôn, hệ đỡ ván khuôn thưa quý vị. Còn đây là xe đúc số 1 cũng đã được các anh hoàn thiện ván khuôn xe đúc xong rồi, chờ xe số 2 hoàn thiện ván khuôn nữa là lên cáp dây văng. Các anh cũng triển khai thi công bệ đúc cục bốt cho khối ca đúc thứ 3. Còn phần thi công trụ tháp thì các anh đã đổ bê tông đợt 1 cho đốt thân trụ thứ 31. Đốt 31 sẽ chia thành 2 đợt đổ vì ở trên sẽ có sàn nóc tháp thưa quý vị, phải tháo xe loại xong mới thi công được.
Còn bên đơn vị thi công trụ tháp P19 cũng đã tiến hành lên xe leo tháp hạ lưu nhằm phục vụ thi công cho đốt thân trụ thứ 30. Phần thi công xe đúc trụ P19 cũng đang tiến hành lắp ván khuôn cho xe đúc số 1 rồi. Và cũng đã lên xong xe đúc số 2 rồi. Các anh đang tiến hành tháo dỡ dàn đá giáo phục vụ nâng xe.